Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với với ngày hôm nay. Thì trong khoảng thời gian gần đây thì các bạn thấy là thị trường crypto đang được rất là nhiều những cái ông lớn trong ngành truyền thống để ý tới có thể kể đến như BlackRock hay là GrayScale và chắc chắn là trong tương lai thì với cái sự phát triển như thế này thì cái nhu cầu bảo mật, đảm bảo an toàn tài sản trong thị trường crypto sẽ là một nhu cầu mà mình cho rằng sẽ tăng trưởng rất là mạnh và đặc biệt là tài sản của chúng ta bây giờ hiện tại đang để rất là nhiều trên những cái sàn giao dịch đúng không ạ? Và trong thời gian vừa rồi thì cũng có một số những cái vụ việc sàn giao dịch bị hack hoặc là một số những cái nền tảng không an toàn. Và vì thế trong ngày hôm nay mình muốn cập nhật cho mọi người một cái hệ thống bảo vệ tài sản mới mà được phát triển bởi sàn giao dịch CoinEx, đây cũng là một sàn giao dịch mà cũng đã khá là quen thuộc với các bạn xem anh Capital trong thời gian vừa rồi vậy thì cái sản phẩm bảo vệ tài sản của coex là gì có sự khác biệt nào so với các sản dịch khác thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay OK, thì trước khi đến với cả nội dung chính và cũng như là trước khi phân tích sâu hơn về cái hệ thống bảo mật mới của Coex thì chúng ta sẽ cần phải thảo luận một chút về cái vấn đề bảo mật của thị trường crypto nói riêng cũng như là blockchain nói chung. Nếu mà các bạn tham gia thị trường crypto một khoảng thời gian thì các bạn đều biết là crypto nó chỉ là một cái ứng dụng trong mạng mạng lưới blockchain thôi. Blockchain có rất là nhiều những ứng dụng khác nhau, và chúng ta chỉ đang sử dụng một trong những ứng dụng của nó. Do đó thì tất cả những cái dữ liệu, những cái sản phẩm của những cái dự án crypto thì sẽ đều dựa vào blockchain để mà phát triển và trong blockchain thì mỗi một chữ khối nó đều chứa những cái thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết từ cái khối trước đó kèm theo một cái mã thời gian và dữ liệu giao dịch và blockchain nó được thiết kế để chống lại cái việc là thay đổi những cái dữ liệu này và một khi những cái dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận ấy, thì nó sẽ không thể nào có thể thay đổi được tuy nhiên như thế mà chúng ta khẳng định rằng là uh, blockchain hoàn toàn an toàn và đảm bảo tuyệt đối thì cái điều này mình cho rằng nó cũng không đúng thứ nhất là có rất nhiều loại blockchain với những cái đặc tính bảo mật cái mục đích khác nhau thứ hai là các blockchain thì nó sẽ sử dụng các cái mạng thực tế và các giao thức. À, vì vậy thì chúng cũng sẽ chịu những cái rủi ro bị tấn công như là những cái, các, cuộc tấn công à, bằng từ chối dịch vụ DDoS chẳng hạn. Và bên cạnh những cái vấn đề liên quan đến an ninh truyền thống thì blockchain còn phải đối mặt với những cuộc tấn công 50% khi mà tin tặc họ có thể chiếm được cái quyền kiểm soát của hơn một nửa hệ thống máy đào trong hệ thống blockchain. Và trong năm 2023 thì thị trường crypto cũng chứng kiến khá là nhiều những cái làn sóng tấn công và hack vào những cái nền tảng chúng ta có thể kể đến uh, ví dụ như là multichain hay là Curve finance hay là kể cả sàn dây coex trong thời điểm vừa qua cũng là một trong những nạn nhân bị vướng vào uh, một cái vụ tấn công uh, thì nếu mà các bạn nào chưa biết về coex thì đây cũng là một sàn giao dịch uh, tập trung mà cũng được uh, phát triển tại hồng kông và cũng đã có khá là nhiều những cái thông tin trước đây mình cũng đã có một số những cái uh, event những cái chương trình khá là hay của ex mình cũng đã có gửi đến cho mọi người thì trong tháng 9 năm nay thì Coex họ cũng vừa mới phải dừng những cái hoạt động nạp rút tiền sau khi mà phát hiện ra những cái giao dịch khả nghi và theo như trang Twitter của Jack XBT thì đã chỉ ra là những cái liên kết của những cái địa chỉ ví lấy tiền của Coex này đã tham gia vào cái việc bòn tiền từ những nhà cái uh, cá cược stake với cái tổng thiệt hại lên tới là 54 triệu đô la và đây thì Jack họ cũng đã nhận diện được cái dấu hiệu của vụ hack này là một nhóm tin tặc Uh, có tên là Lazarus Group đến từ Triều Tiên. Chắc hẳn các bạn theo dõi tin tức các bạn cũng đã từng nghe cái vụ việc này rồi. Và ngay sau khi cái vụ việc này xảy ra thì đã khiến Coex họ đã phải đưa ra một cái chiến lược nâng cấp toàn diện cho cái hệ thống bảo mật của mình. Và cái phát súng đầu tiên của Coex chính là cái sự hợp tác với một công ty bảo mật blockchain hàng đầu thế giới hiện tại có tên là Slow Means Technology. Vậy tại đây thì Slow Means họ sẽ cung cấp những cái dịch vụ bảo mật liên quan đến bao gồm là thứ nhất là phần mềm AML tức là chống rửa tiền, kiểm toán, giám sát những cái thông tin về các mối đe dọa. Và ngoài cái sự hợp tác với một trong những ông lớn bảo mật blockchain ra, thì có họ cũng đang ra mắt một cái hệ thống bảo mật tài sản riêng dành cho người dùng. Cái điểm đặc biệt của hệ thống này đó là Coex họ sẽ bảo vệ tài sản thông qua cái hệ thống lưu trữ ngoại tuyến tự phát triển với cái giao thức đa chữ ký cũng như là cái kế hoạch dự phòng và áp dụng những cái cách tiếp cận mới cho cái việc bảo vệ tài sản của người dùng. Ở trên trang chủ Coex thì các bạn thấy rằng là Coex họ đã chia làm hai loại ví khác nhau là ví nóng và ví lạnh và để đảm bảo an toàn cho người dùng thì với cái ví nóng ấy thì những cái người dùng online hoặc là truy cập vào hệ thống của Coex thì cái lượng tài sản này nó sẽ được chuyển lên ví nóng để mà có thể tiện cho user có thể giao dịch và với sự kết nối với cả slowmist thì các cái giao dịch như là chuyển gửi rút tiền bất thường nó sẽ đều được kiểm tra và giám sát với cường độ rất là cao và ngoài ra thì cái hệ thống ví nóng của Coex cũng có cái khả năng là sao lưu đa vị trí cũng như là nâng cao cái khả năng chống hacker đến cái loại ví thứ hai là ví lạnh thì đây có thể coi là một trong những cái đột phá khá lạ của Coex khi mà rất là hiếm sàn rồi hiện tại họ có phát triển cái hệ thống ví lạnh trực tiếp trên sàn đúng không ạ và cái cơ chế hoạt động của ví lạnh đó là người dùng họ sẽ không truy cập vào hệ thống của Coex mà để ở chế độ offline à, thì toàn bộ tài sản sẽ được chuyển xuống lưu trữ trong ví lạnh của Coex. Và điều này thì sẽ đảm bảo rằng là tất cả các tài sản của người dùng sẽ được đảm bảo an toàn và cái đơn vị duy nhất có cấp quyền tiếp cận cái số tiền này đó chính là Coex. ở đây cũng là giống như một cái đảm bảo bằng chính thương hiệu của mình và những cái đặc điểm ví lạnh của cox đó là nó có private key of life dành riêng cho người dùng và từ đó thì sẽ tăng cái khả năng bảo mật của tài sản lên và ngoài ra thì cái hệ thống ví lạnh của cox còn có cái chức năng là lưu trữ phần cứng có nghĩa là nó sẽ chỉ có những cái ip được đăng ký thì mới được truy cập vào cái tài sản mà thôi và trong cái hệ thống mới này của COEX thì có cái quỹ bảo vệ người dùng của chính COEX thành lập có tên là COEX Shield Fund và được công bố rằng là sẽ phân bổ khoảng 10% tổng phí giao dịch thành một cái quỹ để dành riêng cho cái việc bảo vệ tài sản cho người dùng. Và đây cũng được xem là một trong những cái update tương đối đáng kể của COEX sau cái vụ việc diễn ra vào tháng 9 năm ngoái. Thì theo như cái nhận định của mình thì cái hệ thống bảo mật mới của COEX có thể coi là một trong những cái hệ thống mà hoàn toàn các giao dịch khác có thể uh, học tập và có thể uh, nghiên cứu à, lý do là vì sao bởi vì cái lợi nhuận của một sản dịch là rất lớn đúng không ạ và cái tài sản của người dùng được lưu trữ trên sàn mà không cảm thấy được đảm bảo chắc chắn là sản dịch với lâu về dài họ sẽ không thể nào phát triển được tuy nhiên thì ngoài cái vấn đề bảo mật uh, của những cái sản dịch ra ấy, thì chúng ta cũng cần phải trang bị những cái kiến thức cơ bản để bảo vệ tài sản của chính mình trong cái thị trường này đây là một trong những cái điều mình cho rằng có một cái sự khác biệt rất lớn khi mà các bạn đầu tư ở những cái thị trường khác khi những cái thị trường khác thì cái tài sản của các bạn có thể được đảm bảo một cách tốt hơn à, tuy nhiên đối với cả thị trường crypto nếu như các bạn không có cái kỹ năng trang bị cho mình về cái vấn đề này ấy, thì rất dễ các bạn bị mất bị hack hoặc là bị thất thoát tài sản của các bạn cái này là cái điều các bạn cực kỳ phải lưu ý ok thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái tip để các bạn có thể bảo vệ tài sản hiệu quả trong thị trường crypto đầu tiên đó là các bạn sẽ cần phải chọn cái nơi lưu trữ private key của mình Và sau khi mà các bạn tạo bất cứ cái ví nào thì cái điều cần làm đầu tiên đấy đó là không phải các bạn gửi ngay tiền vào đó mà các bạn hãy lưu trữ cái pass uh, hay là cái pass phrase hay là cái private key của các bạn. Nếu như các bạn lưu trữ online thì các bạn nên sử dụng những cái trang như là Google hay là uh, Google. Uh, lưu trữ offline thì các bạn nên dùng Word Excel, nốt điện thoại và cuối cùng là các bạn có thể lưu trữ vật lý ở các bạn viết ra giấy. Tuy nhiên cái, cái cái viết ra giấy là cái mà mình recommend nhất trong tất cả các cách lưu trữ. Uh, Tiếp thứ hai đó là các bạn nên sử dụng nhiều loại ví cho nhiều hoạt động khác nhau. Ví dụ như là DeFi là một nơi uh, môi trường an toàn để hoạt động. Do đó thì nếu mà các bạn muốn đảm bảo tài sản của mình ý, Thì các bạn uh, nên có nhiều ví để tham gia trải nghiệm cái dự án uh, Nếu mà các bạn chỉ sử dụng một ví để lưu trữ mọi tài sản Thì uh, do sau đó các bạn dùng để tham gia testnet Hay là sau đó các bạn dùng tham gia những cái retroactive Thì nó sẽ rất là rủi ro Các bạn sẽ rất dễ bị uh, uh, scam Hoặc là các bạn bị át nhầm cái contract khác vào ấy, Thì nó sẽ không an toàn cho cái ví của bạn uh, Để các bạn có thể dễ hình dung ý, Thì các bạn có thể chia ra ví chính và ví phụ Với các mục đích khác nhau Đúng không ạ? và cái tiếp cuối cùng đó là các bạn nên sử dụng email riêng à, về bản chất thì email thường không liên quan nhiều đến cái ví phi tập trung à, nhưng mà nó sẽ liên quan đến cái ví của sàn tập trung à, nhiều bạn sử dụng một email cho nhiều thứ từ công việc chuyện riêng cho đến tạo tài khoản thì nếu mà các bạn bị mất cái email này thì khả năng cao là cái bảo mật à, cho cái tài khoản của các bạn nó cũng sẽ bị giảm rất là đáng kể do đó thì nếu mà các bạn lưu trữ một số tiền lớn thì các bạn nên có một cái email riêng dành cho cái mục đích này còn email cá nhân thì các bạn không nên dùng cho cái mục đích lưu trữ và à, sử dụng cho những cái sản dịch Ok thì đó tất cả những thông tin trong ngày hôm nay liên quan đến những cái update mới nhất là liên quan đến bảo mật của sàn Coex cũng như là một số những cái tip các bạn có thể lưu ý khi mà các bạn lưu trữ tài sản. Hy vọng là sẽ hữu ích cho các bạn. Các bạn đừng quên là ấn nút đăng ký kênh cũng như là hình quả chuông để chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.